Xin chào tất cả các bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của cháu Hoàng Hiền. Hiện tại bây giờ cháu đang có mặt tại huyện Phú Lương của tỉnh Thái Nguyên các bác ơi. Mấy ngày hôm nay thì Thái Nguyên có mưa rất lớn và huyện Phú Lương là một trong những cái huyện mà đang chịu ảnh hưởng rất lớn của ngập lụt. Các bác có thể thấy ở đây là Ban Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thị trấn Đu đã lắp những cái chiếc phao cứu hộ ở đây để cho bà con khi mà xảy ra sự cố thì có thể là có phao để cứu trợ. Các bác có thể quan sát ở đây, hiện tại thì cháu đang đứng ở trên cầu ngay gần cái khu vực thị trấn Đu ở ngay ngoài kia. Nước thì đang ngày càng dâng rất là nhiều. Và theo như thông tin cháu được biết là hiện tại bây giờ thì ở trong xã Phủ Lý ở trên huyện Phú Lương của tỉnh Thái Nguyên thì đang ngập lụt trên một cái diện rộng và chia cắt nhiều tuyến đường. Thì tí nữa cháu sẽ chạy vào đó để cập nhật cái tình hình cho các bác. Đấy, và hiện tại ở đây thì các bác có thể thấy là nước ngày càng dồn về rất nhiều. Và trời hiện tại bây giờ thì vẫn đang là có mưa đó. Và dự báo là sẽ mưa hết ngày hôm nay, ngày mai và có khả năng ngày kia nữa. Nên là cái tình trạng là ngập lụt lũ quét là có khả năng là diễn ra ở nhiều khu vực. Ở Thái Nguyên thì từ hôm qua đến hôm nay thì rất nhiều khu vực bị ngập rồi. Trong đó thì ở trên khu vực Định Hóa cũng ngập rất nhiều đó. Và hôm nay từ đêm hôm qua đến hôm nay thì khu vực Phú Lương, xã Phủ Lý là cũng đang là ngập rất nhiều đó. Nước vẫn đang dồn về mạnh các bác ạ. Cái tuyến đường bà con hay đi ở phía dưới này thì bị chia cắt rồi. Đấy, các bác có thể thấy là các cái ngôi nhà bà con ở đây là nước cũng đã vào đến nhà kia rồi. Đấy, đây, những ngôi nhà trong này nước đã vào đến nhà rồi. Tình hình lũ ở Thái Nguyên thì cháu sẽ cập nhật đến các bác liên tục. Các bác theo dõi video thì các bác bấm đăng ký kênh Hoàng Hiền của cháu nhé. Đấy, và nhấp vào chiếc chuông bên cạnh để nhận những thông báo mới nhất từ các cái video. Khi mà cháu ra video thì các bác có thể nhận được thông báo ngay. Đấy, cũng như là ủng hộ cho cháu Hoàng Hiền, tiếp thêm cái động lực để tiếp tục di chuyển, cập nhật cái tình hình gửi đến các bác. Đó. Nước đang dồn về rất nhiều các bác nhé, chảy rất là xiết, cây to trôi hết này, nhiều cây, cây này, có gì cây gì đang trôi đây, cây chuối. Đấy, trên kia củi nó đọng rất nhiều kìa các bác kìa, mắc kìa. Đấy, trôi như tên bay luôn. Ui, bây giờ thì cháu sẽ di chuyển vào xã Phủ Lý. Đấy, để cập nhật tình hình các bác nhá. Các bác sẽ xem đoạn tiếp theo tại xã Phủ Lý. Bây giờ thì cháu đang di chuyển vào phía trong này các bác ơi. Thì đây vẫn là đất thuộc của thị trấn Đu các bác ạ, thuộc huyện Phú Lương của tỉnh Thái Nguyên. Và các bác có thể quan sát ở đây là nước thì đã dâng lên nhà của bà con đây rồi. Đấy, ngôi nhà này là nước gần vào đến nhà rồi. Và các bác có thể thấy ở đây là toàn bộ khu vực này đã ngập hết rồi. Đấy, xưởng sản xuất gỗ của bà con đây, nhà bác này làm nghề đồ mộc, nước ngập hết rồi. Ở bên ngoài đường kia thì cháu đang quan sát là thấy là các bác đang đánh cá ở ngoài đó rất nhiều. Tí nữa thì cháu sẽ di chuyển ra đó để đưa các bác là tham quan ở ngoài đó. Mưa thì vẫn đang ngày càng nặng hạt hơn các bác ơi. Như này là thiệt hại rất lớn cho bà con các bác ạ, về hoa màu cây trồng cũng như là thủy sản. Các bác mà nuôi khu này cháu nhìn thấy như có ao này. Đấy, cột điện thì ngập rất sâu rồi. Ngập cái xưởng gỗ của bà con này. Còn bên này các bác đang tập trung vào đánh cá các bác ơi. Đấy, kéo vó. Ôi dồi, ngập sâu quá các bác. Đây.
Ui rồi. Ai à. Được áo không anh? Anh. À. Đây là ngập từ bao giờ anh? Sáng. Đêm qua. Như này nước này đã rút chưa? À rút 5 phân rồi. Vẫn. Nước đang có xu hướng rút các bác. Nhưng mà vẫn lại đang mưa, khả năng lại lên. Ai à? Ui giời. À, à, có cá luôn rồi. Chú được nhiều cho chú? Mỗi con. Cá to chú? Đẻ đẻ mấy lại. À. Đấy, lấy đấy, kéo đấy. À. Ôi giời. Ôi giời, thấy quá. Cái đống kéo cá này nó phải đông đông nó mới vui anh chủ nhà đây. Một ông kéo buồn lắm. Ai à, ai à. Mấy bác bên kia nữa. Ôi ôi ôi, mình có cá rồi. Ai à. À. Không được gì đâu. Cái bố bấm nguồn vẫn lên, không được gì đâu. Chị nó sấy lắm. Tớ cứ để đây. Để đây rồi. Từ trên con nào. Chưa được con nào. Để phải lấy cái đầu ngón chân để dẫn vào cái chỗ này, đầu dép đấy. Đấy, con me me này. Đẻ lắm, thằng bộ. Đẻ. Nó gọi đàn rồi. Đấy, một bộ cái này như của bác ấy. Thế là cái của anh cứng hơn, cái ông Phong mềm hơn. Nãy về ra thì... Ở đây đã bắt nào là con to nha anh. Anh. Đấy, nhưng mà có bác nào được con to không? Có đi. À. Được mấy cân anh? Hai cân à? Cá gì? Chấm à? Đây nó là à, ở ao ra nhỉ? Ao chắc là cá đấy. À, bên này có ao à? Bên này có ao. À. Vâng. Ôi ôi. Ôi. À, ông này con cá to đấy nhỉ? À. Cất chậm mất một lượt là mày đã được rồi. Ôi giời. Ôi chép. Nên phát thấy dây chép. À. Đỏ. Đỏ. Thế là cả lớn thơm rồi, ai chưa rồi, mỗi anh chỉnh thôi. Lên hai phát, cất hai phát được hai con đấy. Nhường chỗ đi. À. Được đấy nhờ. Cất hai phát được hai con đấy. Thông tin gieo nhanh thế, trẻ già đồng thế, chỗ buôn ra đấy. Còn đây đúng chép sông đấy. Dạ. Chép ông con táo đấy. Mà nó lớn ác ấy nhỉ. To kia mà. Chỗ
đấy nước quẩn nó không có chỗ của ông ở trong này kia. Lúa của người ta đây tí nữa ra nó nói cho à. Bên này là ngập lúa này mà. Chỗ này là bãi gì? Chỗ này là cái đây nó chẳng có cái gì. À, bãi hoang rồi. Lúa ngập lâu này sâu này hỏng hết. À, nhưng mà cũng không sợ đâu vì nó chưa chỗ. Vâng. Lúa chưa chỗ không sợ. Cái này ngập này chắc còn lâu rồi chứ. Ấy à. Vẫn mấy con mẹ không ra nhỉ? À. Con này to anh ơi. Đấy, đây bán này. Ui, con này khủng đấy. Này, em thả ông cho con xem tí không? Ông táo vừa rồi mà, đúng là nhặt đúng không của mình rồi. Phải không? Phải. Đấy à. Ông cho con quay ở trong tí. À. Đâu con đấy? Con mè này. Ui, con này béo đấy nhỉ? Ui, cả rách túi không ạ? À. Con này được cân đúng không? Chắc là cân. Vâng. Đấy là bằng con bằng em tầm. Béo ông ơi kia. Dung quá. Kéo dung quá là biết ngay nhỉ. Dung dúi vó dung đi. Vâng. Đầm xuống. Chắc là lúc trước là nước còn to nữa, nó tràn sang bên này các bác, bên này có ao. Chú. Quay đây là con này to lắm này. À. Con này to lắm này. Đấy ạ. Đấy ạ. Được không? Con đấy, căng trắng này. Mẹ mẹ. Lên. Wow, không có rồi. Bởi rất đều, cái bảng cá cũng chưa ra. Bắt đánh chặn hết trên kia rồi. Ông kêu bài đánh chặn rồi. Làm mấy con chấm nữa à? Anh cái con nào đâu, cái con chấm đâu. Thế mà cái con phượng nó bảo ra đây nó bảo anh làm mấy con chấm cộng với em anh về. Đâu, nó nhìn thấy mình xách cái bao bốn cái chép thôi. Đấy chép đúng đàn đúng chứ. Ông ấy ông ấy của em. Chép con công táo đi không? Hai bộ cơ mà. Không đầy chép nữa ai không? Một về. Cá có bác trong này à? Cá có ông này à? Đấy. Con xem tí. Cái miệng đấy tí nó lẩn ra nó rơm đấy. À. Con này là con gì không? Trôi. Trôi á? Trôi gì cả. Ờ trôi ngon đấy, chua trắng đây không ra đâu. Được đấy nhỉ. Chua trắng. Đẹp ấy. Ông không buộc không sợ nó tuột ông. Không sợ. Anh ấy kìa đẹp kìa. Nhưng mà nó có lúa. Lúa đến nhà Hải Loan đó. Lúa tí nữa là nói. Mừng do cái cửa ra cái kia là để lúc kéo lại là ấy nhá.
Dung 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 không có phải lấy cái hốc ấy muốn muốn không ăn thì nói được không nói nào quá được cáo được hiện tại lộ trình lặn là cái người lặn nãy còn lặn lên đi được đấy. Lên cái to, lên. Lên, lên. Mua mấy chục cái hốc. Mai có 4 mét thì có mà. Cần 2 đứa là mấy giờ trước mình nó đang đi. Cần hốc này, mình ra ấy, mình chẳng lấy. Rồi cần chút này, ngày mai có mấy chục nghìn. Cuộc luôn cần. Không lên được nữa. Sang bên xem mấy bác này câu. Đánh cái này, kéo cái này. Bác đang xem live stream thả cháu xin một lượt follow nhé, đăng ký kênh ủng hộ cháu nhé, cảm ơn các bác rất nhiều. Wow, bên này đúng là mênh mông biển nước. Chào các bác nhé, chào bác. Có đứa cá về rồi bác. Ông được con nào chưa? Chả có. À, đấy là được hai ngày được nhỉ? Có hai ngày được con. À. Ông nhà gần đây không? Nhà gần đây. À. Nước nó dồn về mạnh từ khi nào không? Từ 3 giờ rồi, 3 giờ sáng. 3 giờ sáng không? À. Lúc 3 giờ. Lúc cao điểm nó có ngập cái đường này không? Không, à cao điểm không? Vâng. Hơn đi, lên cao điểm chứ bây giờ là chưa lên. Nhưng mà nó còn khi là nó còn qua đường này nhiều chứ. À. Lưng chừng, gần lưng chừng dốc. À. Có nghĩa là các lần lũ trước không? Lũ trước. Là lên cả trên đường đấy. Nó phải lên đến đấy thì nó mới tặng. Vâng. Lên qua cổng nhà ấy chứ. À. Gần đến cổng nhà thứ hai kia. Vâng. Cổng nhà thứ hai chỗ ô tô kìa không? Đấy. Trên kia kìa. Trên đầu tôi. À. Vâng vâng, anh ngập tận bên này kìa. À, được cái anh. À tuột cần. Còn từ hôm qua này là chưa nước chưa ngập được không? Chưa. À. Đang lên đây xuống ạ? À? Nên chậm à? À. Chưa bắt cái lúc 3 giờ sáng là chậm nhiều. Vâng. Vẫn lên nhưng mà chậm. Vâng. Rút nước này là chậm. Chưa rút thế nào đâu. Chưa. À. Vẫn đang lên. Vâng. Giờ phải khả năng dựng rồi. Vâng. Bé thấy sáng anh nhìn thấy này lấy có khuất bây giờ lại hở lên. Vâng. Cá. À. Ngoài kia nó có sâu không? Bằng đây à? À. Chắc là dọc đây chứ là còn bây giờ trước là có cái ngòi đúng không? Đấy, ngòi hai bên này. Sông đi xuống eo kia còn à sông á? Đây sông gì không? Sông Đu đấy. Sông rẻ Đu đấy. Đây gọi là sông Đu. À sông Đu. À. Vâng. Vào trong xóm ấy có ngập nữa không? Nhiều, trong có đi được đường không? Vào đấy làm dài rồi. Dạ.
Còn bên trong cái đầu thành nó vào trong nhà Khải là không đi được rồi. Đi rồi. À. Từ đây vào sâu không? Từ đây vào nó chắc khoảng tầm không đến cây. Không đến cây. À. Ngập cả đường luôn. Ừ. À. Vâng. Và đã ít cây nó không có cây nó còn trôi nhau. Vâng. Cây như trước đây nó giờ còn nó xuống đang xuống rồi. Khả năng rút rồi. Trên này nước nó chảy không có củi nhỉ? Ôi củi đầy. À. Củi tre. À. Gỗ còn giờ không có nhỉ? Không có. Ít. Vâng. Này nó phát ra được nào. Vâng. Lại rút xuống luôn. Bây giờ ăn nó để cho nó chết. Nông lâu chưa bắt nào được con nào nữa nhỉ? Không có đâu. Vâng. Lúc này bác bảo được có con được 2 cân này. Gì có. Bên kia cả? Bên kia nó được. À bên kia được cái này có. À. Đây cái kia chưa thấy gì. Nước ngập bên này chú? Năm đỉnh điểm mà nước. À. Đỉnh điểm chân dốc trên kia. Ui giời. Cổng thứ hai kia đến đi cái điểm trắng trắng ở con điện kia. Thế chắc cái vùng này là vùng thấp nhất rồi anh nhỉ? Trên Phú Lương này. Ngoài kia. Ngoài đúng không? Nhưng đấy con đi ngoài đấy thế nước có ngập gì đâu. Đấy là cái cầu ấy thôi, mặt dưới thì được. Dưới kia cơ. À. Bây giờ đi xuống chỗ Vô Tranh chỗ ấy ra. Vô Tranh à? Chợ chè Thọ Lâm xem, ra làng cọ xem. À. Chả làng lân xuống cơ, cọ bầu ấy. Làng cọ cơ. Cọ làng bầu rồi, không xuống như tầm Bá Sơn. À vâng. Hôm qua nó có cái sống trâu gì đấy, đứng ở trên đỉnh như nó két này kia. Gì cái đất này, người trận nào ra trận này. Đây, mấy thằng đập nó chụp cái Ở dạ, dạ. Không được nhỉ? Khó đâu. Một này là bây giờ trên năm 201 là 201 đang 79 đấy. Năm à này ông nói ít cá này. Năm 201 kéo cái nào là khoan đấy. Béo thì bắt. Cái loại cá trôi vào ngón chân cái không bắt không bắt. Cũng 201 nhiều quá. Con đồng vàng này là cá gì ông ơi? Bò. Bò à? À. Bò. Trôi mất. Ôi giời. Các bác theo dõi video biết mặt cháu nhé, bác mới xem. Đấy còn được mãi không thấy gặp cái chỗ kia mà sáng ra vẫn thấy. Cũng ngoài nước, bên xuống ấy, nó cỏi lên là xanh như mới rồi. Con sang bên này nhé, con chào các ông nhé. Mong là trời tạnh, mưa nữa, nước rút rồi.
bà con bớt khổ. Các bác đánh được cá nhưng mà nhà bác nào có ao thì cũng buồn, cá ra mất. Mênh mông biển nước, sang các bác đánh tiếp. À, lên cá rồi, lên cá rồi. Đấy, cháu sang phát là lên cá ngay. À, con này dô phi. Dô phi me me. Ông này đây là nhảy mân. Ơi, nhảy mất ông ơi. Để đâu nhỉ? Ai cho gửi dô phi Thủy ơi? Gửi. Cho gửi dô phi vào trong cửa. Mẹ cá đang nhảy đây luôn. Đấy, anh tách hả? Thủy Dung rồi. Biết được cá to là biết được cá nhỏ nhá. Tao nhìn thấy đấy. Mới qua rồi, thấy ở trong. Tao nhìn thấy có trong đấy mà mày. Được thêm con nào chưa ông? Không. Chưa thêm à? Bé bé. À. Vô phi thôi. Mè mè. Vâng. Cái năm được cái chỗ này được tiếp tục luôn. Vâng. Mỗi năm nó ngập sâu hơn. Mỗi năm chắc là ngập sâu hơn thì cá nó sẽ ra nhiều. Vâng. Lên. Ơi, có cá rồi. Có hàng, ôi. Dọn bể à? Ôi giời, béo quá chứ. Ừ, tưởng còn gì. Dọn bể. Béo ấy nhờ. Con này mang dao đây, có cá to để chém rồi. Im mắng.
Trôi à? Chết rồi. Quế á? Mất rồi, úi dồi. Wow. Cờ gãy anh. Rô phi. Phải là mưa ở đây. Vâng. Chủ yếu là khu trên nó dồn xuống để cho nước nó dồn về đây. Chứ còn nếu mà như cái trận đêm chiều hôm qua ấy, trận chiều hôm qua là mưa mưa, là ở đây sẽ ngập hết dân này rồi. Mưa ở mình đây hôm mưa qua. Mưa lúc mấy tiếng hồ ấy, 3 tiếng hồ ấy. Không nhiều, chưa hệ tỷ lệ là to Tây to lắm. Nhìn thấy Việt Nam này nó sợ ấy. Vâng. Đấy. Thì cái trận mưa, trận nếu mà cứ kéo dài mà cái trận mưa chiều hôm qua kéo dài khoảng 4 đến 10 giờ đêm thì nghe chừng là nước cũng rất là nhiều. Và cái trận nên cũng to. Em lúc 9 rưỡi 10 giờ em lướt Facebook thấy những người ở mạn trên kia trên Định Hóa chỗ cái lúc cái hoa nó quay đấy. Nó đổ nó sạt. Và nó sạt xuống nó là nước to. Từ lúc đấy là dồn, nhưng bọn chị mới dồn nhiều chứ. Nó mà quay, nhanh. Nó quay nó. Chị thí điểm nhá. Một tiếng là lên 30 phân. Chị cắm nước chị đo. Vâng. Cứ một tiếng là lên 30 phân. Đấy sáng nay lúc em cắm đấy. Ở mình đây cô? Ừ đây này, ở ngay tại chỗ này này. Vâng. Tiếng 30 phân. Một tiếng là 30 phân. Vâng. Thôi như này bảo làm. Nhưng mà từ bây giờ để đi lên nước lên là bên này có cái trạm điện, sợ nước họ nó truyền nguy hiểm. Thôi cháu cũng kết thúc cái video này đây các bác nhé. Cháu sẽ cập nhật đến các bác tình hình mưa lũ ở Thái Nguyên trong các cái video tiếp theo các bác nhé. Xin hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo. Rất mong các bác theo dõi video thì like và đăng ký kênh ủng hộ cháu nhé. Cảm ơn các bác rất nhiều. Xin chào các bác. Cháu chào các bác nha. Hiện tại trên kênh của cháu thì đang có bán đặc sản là mật ong khoái rừng Thái Nguyên, đảm bảo 100% là mật ong chuẩn nguyên chất 100%. Các bác đang theo dõi cái hình ảnh cháu trực tiếp là lên trên rừng cùng anh em ở trên mạng là đi lấy ong khoái ở trên rừng. Hôm đó cháu còn bị ong đốt cơ. Anh em ở bản Thái Nguyên thì lấy được bao nhiêu là cháu thu mua hết tất cả cho anh em, bao tiêu sản phẩm cho anh em về mật ong khoái rừng ở Thái Nguyên. Đấy, chính bởi vậy mà cháu bán cái sản phẩm mật ong rất là chuẩn, giá thì rất là hợp lý. Đấy, nên là bác nào có nhu cầu sử dụng mật ong thì rất mong các bác hãy ủng hộ cháu. Đấy, liên hệ cho cháu theo số điện thoại là 0915 049 825. Hoặc các bác mà khi mà gọi cho cháu không được thì các bác có thể là nhắn tin cho cháu vào số đó, hoặc là Zalo cũng được, Zalo hoặc Viber cũng theo số điện thoại đó. Thì cháu on thì cháu sẽ trả lời các bác và gửi hàng cho các bác. Về giá thì cháu cũng thông báo qua video, giá thì cháu bán là rất là rẻ thôi. Đấy, 1 lít nếu các bác mà mua 1 lít thì giá là 430.000, chưa có tiền ship. Các bác mua từ 2 lít đến 4 lít thì giá là 430.000 1 lít và đã được miễn phí tiền ship. Đó. Và mốc thứ ba là các bác mua từ 5 lít đến 9 lít thì giá là 420.000 một lít và các bác cũng được miễn phí free ship. Đấy, và mốc thứ ba là mốc cuối cùng đấy. Đấy. Mốc này thì các bác mà mua từ 10 lít trở lên thì là các bác sẽ chỉ phải giả cái giá là 410.000 một lít thôi. Đấy, và cháu cũng miễn phí là free ship. Đấy, khắp cả nước luôn. Đó. Cái tiền ship thì nếu như mà nó cũng hết khá nhiều các bác, nếu như mà tùy địa phương đấy, ở miền Bắc miền Nam càng xa thì cái tiền ship nó càng nhiều,
Mà cái mật ong thì cái trọng lượng nó nặng, cái trung bình nó nặng khoảng 1 cân 3, hơn một tí. Đấy, nên là cái tiền ship nó nhiều. Miền Bắc thì nó rơi khoảng là 30-40 nghìn, còn miền Nam thì nó sợ còn hơn 1 lít ấy. Nên là cái tiền ship là cháu gửi nó hết, nó khá là nhiều. Nên là các bác nào mà có nhu cầu sử dụng thì các bác cứ đặt từ 2 lít trở lên. Đấy, thì là sẽ được cháu miễn phí tiền vào đi ship. Thì là các bác chỉ mất cái tiền mua mật thôi. Đấy. Cháu cam kết đảm bảo với các bác là 100% là mật ong khoái rừng chuẩn 100%. Nếu như không phải thì cháu sẵn sàng là đền tiền gấp 100 lần. Đấy. Với cái danh dự, với cái uy tín của một người nhà giáo, cháu cũng công tác được 6 đến 7 năm rồi, trong ngành rồi. Nên là cái lương tâm của cháu không thể nào làm sai được. Nên là các bác cứ yên tâm 100% là khi đặt hàng chỗ cháu Hoàng Hiền thì là sẽ nhận được cái sản phẩm nó uy tín, nó chính hãng và giá hợp lý đến tay của tất cả các bác. Đấy. Đấy, cuối cùng thì cháu cảm ơn các bác rất nhiều và xin chào các bác. Đấy. Chào các bác nha. Con chào các bác nha.